Rồi mình sẽ view scene. Rồi, khai báo một cái biến INTN để tí nữa mình làm cái dòng for. Một cái nữa là khai báo một cái mảng kỷ nguyên cho trăm phần tử. Chấm phẩy y nhỏ hơn n. À, quên nữa. Mình phải nhập n đã chứ. Y cộng cộng. Này mình nhập n đã nha. Chưa có n mà. Nhập vào mảng. Rồi. Bây giờ mình sẽ nhập mảng. Này là viết lại mấy lần rồi nha. Các bạn cố gắng chú ý. C L A thứ y bằng chấm phẩy C in vào A thứ y chấm phẩy. Bây giờ mình sẽ sắp xếp mảng. Sắp xếp mảng thì mình sẽ dùng hai vòng for nha mấy đứa. In y bằng 0 chấm phẩy y cộng y nhỏ hơn n chấm phẩy y cộng cộng y nhỏ hơn n trừ 1 cũng được. Đây mình sẽ dùng hai vòng for y chạy từ 0 đến nhỏ hơn n và ri chạy từ 0 đến y thôi. Chạy cái này hình như là nó bị không đúng rồi. Chạy từ ri đến n nếu mảng thứ y. Thực ra thì không không cần phải chạy như vậy đâu. Mình sẽ chạy ri chạy từ y cho đến n trừ 1. Rồi, không đúng chỗ này rồi. Cái này là sắp xếp, cái này là sắp xếp chạy A0, A0 chạy từ A1 trở đi. Nếu như mảng thứ y mà lớn hơn mảng thứ j thì hoán đổi vị trí. À, cái này thì cách sắp xếp này cũng được nhưng mà không phải chạy từ 0. Không phải chạy từ 0 mà nó sẽ chạy từ y. Ok. Rồi, cách sắp xếp này cũng được. Tức là vậy, cách sắp xếp này thì nó sẽ có ý tưởng giống như thế này. A. Ví dụ như mình có ở đây là 3. 5, 2, 6, 7, 9, 1, 4. Đó. Như vậy y của mình lúc đầu là bằng 0. Y của mình sẽ bằng 0. Rồi. Và g của mình sẽ bằng, mình tính là ri bằng 1 nha. Mình so sánh là cái số 3 này nè, so sánh với 5. Bởi vì mình đang sắp xếp là tăng dần. Tăng dần. 3 so sánh với 5. Nếu mà 3 với 5 mà ok, 3 nhỏ hơn 5 thì bỏ. Rồi bây giờ tí 2 so sánh với 3, 3 so sánh với 2. 2 nhỏ hơn đổi về đây. Chỗ này thành 2.
chỗ này thành 3. Rồi tiếp tục so sánh 6 với 3, 6 với 2 nhỏ hơn 7 với 2, 9 với 2, 1 với 2 thì chỗ này 1 về đây, 2 về đây. Rồi 1 với 4 và sau khi mình đi một vòng y bằng 0 thì số 1 đã nhảy về đầu tiên. Được không? Được không mấy đứa? Rồi y tăng lên 2. Y tăng lên 2. Y tăng lên 2 là mình lấy số 5. Nếu mà 5 mà lớn hơn 2 thì đổi về. Chỗ này thành 2. Chỗ này thành 5. Rồi tiếp tục lấy số 6. Và được chưa? Chạy ri nó chạy bắt đầu từ 2. Tay tăng lên 1 chứ. Thì ri nó bắt đầu tăng từ 2. Các bạn hiểu cái cách sắp xếp chỗ này không? Hiểu không ta? Nghe hiểu. Bạn nào chưa hiểu thì nói nha. Đó. Như vậy thì chúng ta sẽ dùng for chạy từ 0, không cần đến n đâu. Bởi vì đến n thì nó vượt rồi, n trừ 1. Và for g bằng y cộng 1. Tức là nó sau đó một vị trí y cộng 1 cho đến g nhỏ hơn n chấm phẩy g cộng cộng. Đó. Trong trường hợp nếu như mình đang muốn sắp xếp tăng dần thì nếu mà a y đúng không? Nếu mà a thứ y mà lớn hơn a thứ g, có phải là nếu mà a thứ y là mình so sánh số 3 với số 5 có đổi không? A y nè, a g nè, không đổi ha, không đổi. Rồi nếu như g tăng lên bằng 2, g tăng lên bằng 2 thì a y là a không, a g là a 2, đổi không? A y lớn hơn a g nè, đổi không? Đổi. Đổi nha. Đổi. Rồi chỗ này nếu mà a y lớn hơn a g thì làm gì? Thì đổi. Đổi bằng cách là mình sẽ lấy một cái biến tạm sẽ bằng a thứ y. Rồi a thứ y thì sẽ bằng a thứ g, và a g thì bằng gì? Tạm. Đó, cái này gọi là hoán vị. Được chưa? Sau khi chạy xong cái này thì chúng ta đã sắp xếp xong mảng. Cái phần sắp xếp có gì hỏi không? Cái hồi nãy chúng ta đang nói, chúng ta đang giảng giải bên bên bây giờ chạy lại chỗ này nè. Chạy lại chỗ này dạy đi cho các bạn dễ hiểu nè. Chạy lại bằng Excel đi. Cho nó có dòng có cột các bạn dễ hiểu. Rồi, mảng của mình có chỉ một là 0. 1 2 mình xài đến chừng đây thôi. Rồi chủ mình số nãy là 3 6 2 7 9 1 8 5. Rồi, vậy ha. Cái này của mình là chỉ một. Dưới này là giá trị. Như vậy thì lúc đầu của mình là y rồi g, y bằng 0, g lúc đầu là bằng 1. Như vậy chúng ta đang so sánh giữa hai cái. Chúng ta so sánh hai cái.
chúng ta so sánh. Nếu mà AI lớn hơn AG thì hoán đổi ha, nếu mà AI lớn hơn AG thì hoán đổi, còn không thì thôi. Vậy AI là 3, AG là 6, đổi không? Không. À, ngay tại vị trí này là chúng ta không đổi. Rồi, G tăng lên 2. G tăng lên 2. Vậy giữa A0 với A2 đổi không? A0, A2 đổi. Vậy chỗ này là thành số 2. Chỗ này thành số 3. Còn những số còn lại là giống nhau. Những số còn lại là không có gì thay đổi hết. Những số còn lại là không có gì thay đổi. Là 6. Ở phía trên này không có gì thay đổi nè. Đó. Phía dưới thì chúng ta có đổi hai số. Đổi số Rồi. 1 hàng năm ở thầy à? Đổi số 1 hàng năm ở dưới thầy à? Hả? Đổi gì? Nó có hai số 2 thầy à? Không, tại vì có điều đó khác rồi. Số 2 không có quan trọng. À, rồi tí nữa nó cũng tự về. Hai số 2 nó cũng tự về. Rồi, không sao hết. Mình cứ chạy theo này. Rồi, y tăng lên bằng 3. Y tăng lên bằng 3. Giữa A0 với A3 đổi không? Không. Y tăng lên bằng 4. Như vậy chỗ này thì lấy lại giá trị của nó. Không có gì đổi cả. Không có gì đổi hết. Rồi, y tăng lên bằng 4. Vậy giữa A0 và A4 không đổi. Không đổi. Giá trị vẫn giữ nguyên. Y tăng lên bằng 5. 5. Hai cái này bằng. Đổi không? Không đổi luôn. Giữ nguyên. Mình chỉ khi nào lớn hơn mình mới đổi. Y tăng lên bằng 6. 6. 6 là đến đây. Đổi không? Không. Giữ nguyên. Y tăng lên bằng 7. Giữ nguyên. Bởi vì 2 với 5 giữ nguyên. Được không? Bây giờ y tăng lên bằng 8. 8 là vượt rồi. Cho nên là ri không tăng nữa. Bây giờ y tăng lên 1. Ri bằng mấy? Bằng 2. Bởi vì ri bằng y cộng 1 mà. Phải không? Rồi, như vậy giữa 1 với 2 có đổi không? 1 với 2. Đổi không? Có. Đó. Thì chỗ này nó sẽ thành là 3 6. Rồi nguyên cái cụm này giữ nguyên. Nguyên cụm này giữ nguyên 3 với 6 đổi. Tại sao số 2 thầy không đưa xuống? Bởi vì Số số hai cố 2 định, số hai cố định. à mình sắp rồi, mình không quan tâm đến nó nữa. Rồi tiếp y tăng lên 3 giữa 1 và 3 đổi không? Không. Y tăng lên 4 giữa 1 và 4 cũng không. Y tăng lên 5 giữa 3 và 2 nè, đổi không? Có rồi. Đổi ha. Như vậy ở chỗ này cái đoạn này chúng ta không không đổi nè. Đoạn này chúng ta không đổi. Bây giờ chỉ với chỗ này thành 2, chỗ này thành 3. Là hai cái này có đổi, còn cái này là không nè. Đó, chỉ có số 2 với số 3 này là chúng ta đổi nhau. Rồi, y tăng lên bằng 6 là 2 với 8 không đổi. Y tăng lên bằng 7 là 2 với 5 cũng không đổi. Như vậy sau khi mà chúng ta sắp xếp xong đến đây thì nó như thế. Và tất nhiên bây giờ y tăng lên bằng 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 2. Cái này là sắp xếp ở dạng nổi bột nha. Cho nên là nó sắp xếp rất lâu. Tại vì mình có chỉ có mấy phần tử thôi mà mình thấy nó rất là lâu. Giữa 2 với 3. 2 với 3 không đổi. Cho nên cái đoạn này nó giữ nguyên. Rồi 2 với 4 cũng không luôn. 2 với 5. 2 với 5 là 3 với 6. Có đổi. Này, chỗ này giữ nguyên. Chỗ này chúng ta đổi 3 về đây, đổi 6 về đây. Đó là hai vị trí này chúng ta đổi chỗ cho nhau. Và tương tự như vậy thì chúng ta sẽ sắp xếp được cái mảng này
Nếu mà y chạy đến 7 và g, y thì chạy đến 6 thôi. Chạy đến 6 thôi. Y chạy đến đây thôi. Và g thì chạy đến đây. Như vậy sau khi mà chúng ta sắp xếp xong thì nó sẽ sắp được cái mảng của chúng ta là 2 2 không? 2 2 3 đó. Là mảng của chúng ta đã sắp xếp rồi đó các bạn. Được không? Tại vì thầy làm nữa là nó chạy dài lắm. Đến đây hiểu không? Dạ hiểu thôi. Ừ. Cái này chúng ta gọi là chạy thuật toán bằng tay ha, chạy thuật toán bằng tay. Đó, như vậy là sau khi mà chúng ta sắp xếp xong thì mảng của chúng ta nó sẽ được sắp xếp. Và bây giờ chỗ này mình sẽ xuất mảng ra. Xuất mảng thì đơn giản là gì? For int y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn n chấm phẩy y cộng cộng. Rồi xuất mảng ra. Chúng ta sẽ cl a mình sắp xếp mà sắp mình xuất đơn giản đi ha. A thứ y. Rồi chỗ này duyệt t đó, sắp vậy thôi. Cái sắp dài dòng quá nó mất công. Rồi chỗ này mình sẽ xuất ra một cái dòng cho nó rồi. Ok, thiếu dấu chấm phẩy, chạy thử nha. Dịch rồi, chạy nhập vào kích thước của mảng, ví dụ mình cho 7 phần tử đi, mình nhập và ngẫu nhiên nha. Số 9 1 3 4 5 6 8 9 được không? Người mảng của mình là sau khi sắp xếp. Sửa cái dấu gì ơi? Sửa cái dấu nếu ai bé hơn ai gì á. Tại cái đề là giảm dần. À, cái đầu giảm dần. Ok. Thì thầy đang cố tình tăng dần, còn các bạn giảm dần thì các bạn làm. Rồi ok, để giảm dần. Rồi, cái này phải để cho mấy đứa tự suy nghĩ chứ chỉ mất tiêu hết nha. 7 8 1 9 4 5 3 6 9 8 6 5 4 3 1. Easy quá ha. Viết sao nó đơn giản gọn nhẹ quá vậy ta. Mấy đứa phải viết từ từ nha, suy nghĩ từ từ nha. Chứ mấy đứa mà suy nghĩ nhanh quá là mấy đứa làm nó không ra đâu. Tùy à, tùy mình muốn 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 là cái gì à. Ví dụ thôi, nhập xuất mảng thì vô chứ thầy. Nhập xuất mảng á. Không, ý là lỡ mà cái bài nó mà có thuật toán ở giữa, ví dụ như là sắp xếp đó thầy. Thì nó có return thì phải xài in chứ. Hoặc là tính tổng hay tính gì. Return là return nguyên mảng chứ, chứ sao return in được. Rồi ok, nếu mà mảng à, chỗ này muốn muốn xài hàm, bây giờ nhập mảng đi. Nhập mảng. NTA mảng phẩy NTN. Được chưa? Rồi nhập kích thước mảng for. Đưa cái này lên đây. For int chạy đến n, count a c in a hết. Tại vì cái biến này tí nữa chúng ta xài nó tự động nó mang ra luôn, cái biến mảng nó tự động nó mang ra luôn, không cần return. Rồi chỗ này chúng ta sẽ dùng cái hàm nhập mảng biến a phẩy n chấm phẩy.
nhập mãn an chấm phẩy. Rồi, nhập số phần tử 5. Được chưa? Đó, nó hay là nó hay chỗ đó đó. Rồi. À, bây giờ cái hàm sắp xếp đi. Hàm sắp xếp. Chúng ta sẽ đưa vô một cái hàm sắp xếp. Cũng như vậy. Mãn. Sắp xếp. For. Rồi, chỗ này chúng ta sẽ gọi sắp xếp mãn a phẩy n chấm phẩy. Năm. Không, 8, 7, 5, 4, 2. Rồi, mình đưa cái hàm xuất mãn. Xuất mãn. Rồi, xong. Bây giờ nếu cần, mình làm thêm cái hàm chỗ này. Khoáng vị. Chỗ này mình gọi cái hàm xuất mãn. A phẩy N chấm phẩy. Nếu cần thì mình viết thêm cái hàm khoáng vị nữa. Khoáng vị ở chỗ này. Hôm trước mình nói về tham biến á. Tham trị, tham biến á. Thì mình sẽ viết thêm cái hàm khoáng vị. Viết trước nha. Viết trước rồi xài sau. Khoáng vị INT sau A sau B rồi xong. Thì dưới chỗ này chúng ta sẽ khoáng vị giữa a thứ y phẩy a thứ g. Có thể nó sẽ bị báo lỗi chỗ khoáng vị này, chạy thử coi. Rồi đúng rồi, nó báo lỗi chỗ này. Địa chỉ của A và địa chỉ của AG. Xong. Ha, chúng ta đổi lại hàm khoáng vị. Nhập vô số phần tử 5, 7, 2, 4, 8, 1, 8, 7, 4, 2, 1. Easy. Còn cái phần return nữa là tính sau nhé. Return mà nếu mà return lại mãn thì đó là một chuyện nữa. Bây giờ cái này mình không cần return. Mình khai báo vậy đó. Mình đưa địa chỉ mãn vào. Là nó. Mình đưa cái mãn vào là tự động nó sắp xếp, tự động nó mang ra cho mình luôn. Mình khỏi cần phải suy nghĩ gì hết.